đây, gia đình anh Tài chủ yếu nuôi tôm, nhưng thời gian gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu nên tôm nuôi thường xảy ra dịch bệnh. Qua nghiên cứu, nhận thấy cá nâu dễ nuôi, không tốn nhiều công chăm sóc, nên anh Tài đã đầu tư 7,5 triệu đồng để thả 50.000 con giống nuôi thử nghiệm. Theo anh Tài, cá nâu ít dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp, đạt năng suất hiệu quả hơn một số đối tượng khác. Sau 7 đến 8 tháng thả nuôi, cá nâu đạt trọng lượng từ 150 đến 200 gram. Vuông mình nói thì chắc nó sống mạnh dạn rồi, nó không có bị bệnh hoạn gì đâu, tại vì nó thiên nhiên rồi, mình nuôi cái dạng cũng thiên nhiên rồi. Mình đâu có nuôi kiểu công nghiệp như người ta. Cho nó ăn no thì nó sống thôi. Thứ hai nữa, mình có điều kiện thì mình chạy vi sinh cho nó trộn với thức ăn rồi đó, cho nó ăn. Như vậy thôi chứ nó cũng không có mà khó khăn gì. Để cá nâu lớn nhanh, rút ngắn thời gian thu hoạch, anh Tài còn bổ sung thêm thức ăn công nghiệp pha trộn với cám, men vi sinh nhằm cung cấp dinh dưỡng giúp cá nâu phát triển tốt. Hiện cá nâu được thị trường ưa chuộng nên giá trị kinh tế cao và đầu ra luôn ổn định. Con tôm mình cho ăn heo đi. Mình chủ yếu mình nuôi con cá thử rồi nó sao. 160, 120, 70-80 là mình có lợi rồi. Ở ấp Nguyễn Quyền thì có cái hợp tác xã nuôi tôm sinh thái hai giai đoạn. Thì ở ấp Nguyễn Quyền thì được 45 hộ. Thì nuôi trong đó thấy cũng phát triển ổn định. Về cái con cua, con tôm, con cá nâu thì cũng ổn định. Cái con cá nâu thì bây giờ trước nhất là mình muốn nuôi nó, mình phải tạm cho ăn trong thời gian để nó phát triển, con cá nâu dỗ béo rồi nó mới ấy, chứ mình thả lan mình nuôi nhiều quá thì con cá nâu nó bị ốm, nó không phát triển kinh tế được. Mình phải cho ăn là con cá nâu nó phát triển kinh tế được, để là phát triển kinh tế cho gia đình. Cá nâu được xem là đối tượng nuôi mới kết hợp với các loài thủy sản khác trên cùng diện tích. Để mô hình cá nâu phát triển bền vững, ngành chuyên môn cần hỗ trợ khoa học kỹ thuật giúp nông dân có thêm kiến thức áp dụng vào quá trình nuôi, mang lại hiệu quả cao.